Xin chào các bạn. Trong thế giới ươm mủ cây phôi thì hiện tại có rất nhiều cái cách ươm mủ và nhiều cái cách sáng tạo trong ươm mủ. Nhưng mục tiêu cuối cùng của người chơi và đối với cái phôi là làm sao để cho cái phôi sống. Và làm theo bất cứ cách nào thì điều quan trọng nhất đối với người ươm mủ đó là việc phôi có sống hay không. Cây cảnh phục hoảng xin trân trọng chia sẻ với các bạn một cái quá trình chỉnh sửa phôi theo cái ý tưởng của mình và ươm mủ phôi đối với phôi ruồi như thế này. Thì cây cảnh phục hoảng chia sẻ là ở đây là bảo đảm phôi ruồi sống 100%. Còn lý do tại sao nó sống 100% thì có rất nhiều yếu tố mà như đã được chia sẻ trao đổi với các bạn. Và hôm nay thì tôi cũng sẽ làm lại một cách cụ thể, chi tiết. Trước hết là về cái phần chỉnh sửa thì có lẽ là xin không bình luận gì thêm. Mời các bạn theo dõi. Vì lý do đó là chỉnh sửa phôi, tức là theo ý của người làm phôi và theo cái góc mỹ thuật của mỗi người. Vì vậy cho nên là chúng ta chỉnh sửa là nó chỉ mang cái tính chất cá nhân. Cho nên là phần này thì cũng không chia sẻ nhiều với các bạn, mà hay nói một cái khác là làm thôi chứ không nói. Thế còn về phần ươm mủ, để bảo đảm nó sống 100% thì tôi cũng sẽ xin phép được chia sẻ sau. Sau đây thì mời các bạn cùng đến với cái quá trình chỉnh sửa cái phôi ruồi này của cây cảnh phục hoảng. Thank you.
Vâng, thưa các bạn, thì như tôi đã là giới thiệu với các bạn cái cách xử lý phôi dứa này của tôi. Thì bây giờ thì để bảo đảm 100% cái phôi dứa này sống các bạn nhé, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành một cái quá trình dâm mủ thì nó cũng tương tự như đã được chia sẻ với các bạn thôi. Đây là một cái chậu tôi sẽ đặt cát lên. Thường thì tôi sẽ trồng trực tiếp cái cây dứa này. Khi mà đối với các bạn mà mới ươm mủ ban đầu thì nó hơi khó khăn trong cái quá trình xử lý, cho nên là tôi sẽ dâm mủ như một cái bước ban đầu. Nhưng mà không có tôi không trồng trực tiếp. Đối với này trồng trực tiếp thì cũng được các bạn nhé, bởi vì các bạn có thể thấy là hệ thống điện tơ đấy rất là mạnh. Thế nhưng mà đối với một số bạn thì cái việc chăm sóc nó chưa được chuẩn trong quá trình ủ, cho nên là tôi sẽ xử lý là một cái công đoạn là như từ đầu, tức là như một cái phôi ấy là cẩn thận nhất để bảo đảm nó sống được 100%. Và rất đơn giản thôi, bây giờ là chúng ta sẽ cho cát vào. Nó cát lật ngàn như đây các bạn nhé. Cát lật ngàn. Toàn bộ cái sơ dừa này thì các bạn sẽ làm cái động tác là ủ trên cái mặt thân này nhé, ủ trên mặt thân này các bạn này. Vì tôi đã nói với các bạn là 100% cái phôi dưới này nó sẽ được bảo đảm sống, cho nên là tôi sẽ trồng bằng cái cách này. Còn như giới thiệu với các bạn trong rất nhiều các cái nội dung, tôi đối với cái phôi này thì không nhất thiết phải trồng ngay đâu, mà chúng ta sẽ tiến hành là trồng trực tiếp luôn. Thế nhưng mà nhiều bạn thì vẫn cứ là lăn tăn là liệu có sống hay không. Thì có rất nhiều những cái video tôi đã chia sẻ với các bạn, và điều khẳng định nó là nó sống,
không phải là không xấu. Và cái đấy thì nó còn là liên quan đến cái việc mà chúng ta chăm sóc nó như thế nào. Đối với cái thời tiết như thế này, nó đang dâm mát như thế này, thì chỉ cần như thế này là chúng ta đã bảo đảm. Và sau này thì chúng ta sẽ phải có thêm một cái bước nữa, tức là khi mà thời tiết nó không ủng hộ, các bạn có thể nhìn thấy là thời tiết là đang mưa, thì chúng ta có thể để như thế này là ok. Thế nhưng nếu như sau này thời tiết nó nóng quá, thì chúng ta sẽ phải tiến hành là dùng túi ni lông như này, chúng ta ủ vào cái cây. Đấy, chúng ta ủ cho cây như này là ok, không vấn đề gì cả. Và đối với những cây như thế này thì nó chỉ cần là bật rễ, bật mầm các bạn nhé, xin lỗi, bật mầm. Thì chúng ta đã có được một cây sống. Lý do thì các bạn vừa nhìn thấy là rễ của nó rất là dài rồi, có rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta chỉ cần như thế này nữa là bảo đảm. Như hiện tại thì các bạn biết là trời đang mưa nên tôi cũng không cần thiết phải thế này. Đặt gọn nó ra đây để chờ lúc nào nó nắng thì ta mới tiến hành nhé, còn mưa thì các bạn cứ để như này thôi. Và đương nhiên là trong cái thời điểm như thế này thì chúng ta tránh cái việc mà nó quá ẩm thì các bạn có thể biết là dẫn đến cái tình trạng là bị thối không phát triển được, thì dẫn đến là mất cây, chết cây. Đây là một trong những cách đơn giản hiệu quả nhất đối với cá nhân tôi đã từng làm và tiếp tục làm, thì xin được chia sẻ với các bạn. Vâng, và đây là một cái khu giới thiệu các bạn, là một cái khu tôi cùng với lại cậu em ươm mủ thì nó cũng nảy mầm hết rồi. Có những cái cây thì xác định là nảy mầm là sống, nhưng có những cây thì chưa thể nói là sống được. Và đây là một cái cây mà như hôm trước tôi vừa mới làm video giới thiệu với các bạn ấy, thì các bạn có thể thấy là mầm đã nảy ra đây. Đây, mầm đã nảy ra đây. Trong cái điều kiện thời tiết nó thuận lợi như này thì các cái điểm mầm này nó đã nảy hết rồi. Và đây chính là một cái điều kiện tốt nhất. Các bạn có thể thấy là tôi cũng không ủ cái túi ni lông nhé, vì khu vực này là khu vực rất râm mát, bảo đảm cái thuận tiện nhất trong cái việc thời tiết. Đấy, cho nên là tôi cũng không tiến hành là ủ túi ni lông. Và kết quả của nó đang nảy mầm như vừa mới giới thiệu với các bạn. Đây là một trong những cách xử lý hợp lý nhất và là đơn giản nhất dành cho việc ươm mủ phôi ruối. Lại tiếp tục được giới thiệu và chia sẻ với các bạn. Hy vọng các bạn cũng sẽ làm chủ được những phôi ruối đẹp của mình. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.